Anh chị và các bạn thân mến, một cái câu hỏi mà Thắng đặt ra cũng như là nhóm anh em xây dựng chương trình Thắng ơi đặt ra với anh chị em và các bạn về việc là cái điều gì sẽ khiến thị trường bất động sản có thể quay về đúng cái giá trị của nó. Giá trị của nó là gì? Giá trị của nó là gì? Giá trị của nó tức là cái thứ mà quý anh chị em và các bạn có thể mua được, có thể đủ điều kiện để mua được. Và giá trị của nó tức là gì? Là cái thứ mà anh chị em và các bạn về bản chất, nếu anh chị em và các bạn nào đã từng được sinh sống, được làm việc và đã từng được sinh ra ở chính cái môi trường đó, chính là nông thôn, thì anh chị và các bạn phải hiểu một điều thế này này. Tài nguyên đất, đất đai vốn dĩ nó không phải là tài nguyên để dùng để bán. Đất đai là sở hữu toàn dân. Về bản chất, nếu như anh chị và các bạn ở nông thôn, các anh chị và các bạn sẽ có một câu chuyện, đó là phân chia dụng đất. Tức là mỗi hộ gia đình trong quý anh chị em và các bạn sẽ được phân bao nhiêu sào ruộng để làm. Vì vậy, anh chị và các bạn sẽ dễ, không khó để nhận ra rằng là đất đai là dùng để phân chia cho toàn dân. Và một điều anh chị em và các bạn phải đang thấy và đang hiện hữu hiện nay, đó chính là đất đai được giao cho doanh nghiệp với mức giá của đất nông nghiệp, và sau đó thì được quy hoạch hạ tầng và bán với mức giá kinh doanh. Điều đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải làm rõ. Vậy điều gì sẽ khiến cho thị trường bất động sản trở về với đúng giá trị của nó? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành ra ít thời gian nhưng sẽ nói với anh chị em và các bạn, sẽ chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về những điều mà quý anh chị em và các bạn chưa bao giờ nghe ở đâu cả. Anh chị và các bạn có tin điều đó không ạ? Tôi nghĩ là anh chị và các bạn sẽ không biết, không làm cách nào để thị trường bất động sản trở về đúng giá trị thực của nó, với đúng cái giá trị mà anh chị và các bạn có tiếp cận được, với đúng với việc là tài nguyên đất là được phân chia cho tất cả mọi người. Không phải là câu chuyện là những thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và những cái thành phố lớn là đất đai lên một mức giá mà quý anh chị em và các bạn không thể, không bao giờ, trong cái điều kiện mà quý anh chị em và các bạn hiện tại với mức lương quá thấp để có thể tiếp cận được. Vậy điều gì sẽ làm đến điều đó? Cái gì sẽ làm đến điều đó? Đó là một câu hỏi thực sự khó đối với chính bản thân tôi và chính quý anh chị em và các bạn. Vậy điều gì sẽ là? Chúng ta hãy đặt câu hỏi và hãy trả lời câu hỏi đó bằng việc anh chị và các bạn hãy gõ bàn phím và cho chúng tôi biết rằng điều gì sẽ làm cho thị trường bất động sản về đúng giá trị của nó. Cái giá trị mà chị em và các bạn có thể tiết kiệm đồng lương, có thể tìm mọi cách để có thể huy động những cái đồng vốn nhà rỗi có thể mua được bất động sản, chứ không phải là cái giá trị mà hiện tại thị trường bất động sản đang và diễn ra khiến cho gì ạ? Khiến cho anh chị em và các bạn không có cách nào để có thể tiếp cận được nó. Thực sự khó đúng không anh chị em và các bạn? Câu hỏi này khó đúng không anh chị em và các bạn? Có khó với anh chị em và các bạn không ạ? Có khó không ạ? Nếu mà khó thì anh chị em và các bạn hãy ấn like. Ấn like tôi, chúng tôi sẽ trả lời cho anh chị em và các bạn sẽ có những thứ sẽ làm cho thị trường bất động sản trong thời gian tới sẽ trả về đúng giá trị của nó. Chắc chắn có điều đó. Có câu trả lời cho quý anh chị em và các bạn để làm thế nào để thị trường bất động sản trả về đúng giá trị của nó. Thực sự quý anh chị em và các bạn không tin về điều đó. Thưa với quý anh chị em và các bạn, thì theo những hiểu biết của nhóm chúng tôi thì thị trường bất động sản trên thế giới có một vấn đề mà khác hoàn toàn so với thị trường bất động sản ở Việt Nam. Đó là khi một người dân, một cư dân của một quốc gia nào đó trên thế giới muốn mua một cái tài sản, sở hữu một tài sản thì chúng ta cần phải kê biên tài sản. Tức là chúng ta phải kê biên xem là nguồn tài sản của chúng ta có được từ đâu. Giả sử, giả định tôi là người có quốc tịch ở Mỹ, ở Canada, ở một cái số quốc gia ở châu Âu hoặc là Mỹ, để mua một tài sản bất động sản cần có một cái lượng tiền không hề nhỏ. Có thể là 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ. Tùy theo cái sản phẩm sở hữu bất động sản của anh chị em và các bạn. Thì các quốc gia này sẽ làm một điều khác biệt so với Việt Nam. Đó chính là sẽ kê biên. Tức là anh chị và các bạn, nguồn tài chính của anh chị và các bạn để mua tài sản bất động sản từ đâu? Từ đâu anh chị em và các bạn có tài sản bất động sản? Từ đâu anh chị em và các bạn có tài sản để mua tài sản, những sản phẩm bất động sản? Và
Từ cái câu chuyện kê biên này thì các quốc gia này sẽ làm một điều mà rất khác biệt so với thị trường bất động sản Việt Nam, nó gần như gọi là quá như là khác biệt, đó là họ sẽ đánh thuế. Đánh thuế. Cái thuế này nó gọi là thuế tài sản. Thuế tài sản. Thậm chí nếu như khi kê khai tài sản của quý anh chị em và các bạn dùng để mua bất động sản được cho chuyển nhượng thừa kế thì đều bị đánh thuế. Và đây là điều khác biệt rất lớn. Thưa với anh chị em và các bạn thì tôi có thể chắc với anh chị em và các bạn đó chính là một vấn đề, đó là các loại thuế hiện tại chúng ta đang bị áp dụng, đó là tiền sử dụng đất, đó là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại thuế và phí phải nộp khi chuyển nhượng nhà đất. Và một loại thuế nữa đó là thuế trước bạ. Tuy vậy những thuế này là chưa đủ. Thực tế trong điều kiện kinh tế hiện tại thì chúng ta sẽ có một loại thuế mới trong thời gian sắp tới. Và chính phủ có hay không có không nên sử dụng cái loại thuế này thì thưa với anh chị em và các bạn thì theo chúng tôi thì chắc chắn sẽ có loại thuế này. Đó, đối với chị bạn biết đó là thuế gì ạ? Thưa với anh chị em và các bạn, đó là thực tế thì quý anh chị em và các bạn không hiểu hoặc thậm chí là lờ đi thôi, nhưng mà sắp tới chính phủ Việt Nam và theo cái quy luật tất yếu của thị trường thì chúng ta sẽ có một loại thuế mới, đó là thuế căn nhà thứ hai. Tại sao hiện tại chúng ta chưa dùng tới? Tại sao hiện tại thị trường bất động sản Việt Nam chưa có? Tại sao mà thị trường bất động sản vẫn đang được hiện tại gần như là không nói nhiều tới câu chuyện thuế căn nhà thứ hai? Nhưng thưa với anh chị em và các bạn, cái thuế căn nhà thứ hai và thuế tài sản chắc chắn sẽ có trong vòng 5 tới 10 năm tới. Có thể sẽ có trong năm 2020, có thể sẽ có trong năm 2021. Tùy thuộc vào tình hình thị trường bất động sản diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ áp dụng thuế căn nhà thứ hai. Tại sao chúng tôi lại muốn nói câu chuyện là thuế căn nhà thứ hai? Tại sao chúng tôi lại nói giá trị nhà đất cần phải về đúng với cái giá trị thực của nó? Là bởi vì không phải vì chúng tôi tham gia đầu tư hay đầu cơ bất động sản, không phải vì chúng tôi không tham gia đầu tư đầu cơ bất động sản mà chúng tôi nói những điều này, mà chúng tôi nói những điều này để quý anh chị em và các bạn hiểu rằng thị trường bất động sản, sản phẩm mà và những cái sản phẩm bất động sản về bản chất nó không phải là thứ để quý anh chị em và các bạn hò dô nhau để đầu tư, để đầu cơ. Không phải thứ để chúng ta coi nó là một cái sản phẩm, nó không phải thứ đó là tài nguyên để anh chị em và các bạn sử dụng như một cái sản phẩm. Bởi vì về cơ bản đất nó là đất, chúng ta không thể là cạp đất để ăn, chúng ta không thể đào đất lên để sử dụng, và chúng ta cũng chỉ có thể coi sản phẩm đất, nhà ở là những cái sản phẩm thông dụng giúp ích cho cái nhu cầu của cuộc sống của chúng ta. Về bản chất thực thì chúng ta hiện tại đang có hai cái loại sổ để hiểu bất động sản, đó là sổ đỏ và sổ hồng. Nhưng mà trong số quý anh chị em và các bạn thực sự không phải ai cũng có thể hiểu rõ được rằng là sổ đỏ là gì, sổ hồng là gì. À, tại sao các loại sổ này lại khiến nhiều vấn đề, khiến người dân nhầm lẫn giữa hai cái loại sổ này, cũng như đôi khi anh chị em và các bạn nhầm lẫn về cái sổ đỏ và sổ hồng nó đóng vai trò như thế nào trong vai trò của sản phẩm. Thưa với anh chị em và các bạn thì sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, còn sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành, trong đó ghi rõ là sở hữu nhà ở như thế nào và sử dụng đất ở thuộc sở hữu riêng như thế nào. Nhưng có một cái điều anh chị em và các bạn phải hiểu rõ hơn trong cái việc sở hữu nhà đất, đó chính là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi nhắc lại là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không có một cái loại sổ nào mà quý anh chị em và các bạn hiện tại đang sử dụng, đang sở hữu với cái tờ giấy sổ hồng hay sổ đỏ, với cái việc là có ghi trên cái sổ này là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hay là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền. Không có, không bao giờ có chuyện đó.
Vậy chúng ta bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh bất động sản, chúng ta mua bất động sản là chúng ta sở hữu cái gì? Chúng ta phải hiểu điều đầu tiên, chúng ta đang sở hữu cái quyền được sử dụng và tài sản gắn liền trên đất. Quyền sử dụng chứ không phải là quyền sở hữu. Anh chị nên nhớ rằng là nhà nước có thể thu bất kỳ một cái tài sản bất động sản nào của quý anh chị em và các bạn. Tại sao chúng tôi nói điều này? Không có bất kỳ một công ty bất động sản nào hay bất kỳ một đơn vị kinh doanh bất động sản nào nói với anh chị rằng là chúng ta đang sở hữu hay đang sử dụng. Điều này quý anh chị em và các bạn chắn, nếu chúng tôi nói ra điều này quý anh chị em các bạn mới ngỡ ra rằng là chúng ta đang sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đúng không ạ? Rồi, tôi đặt cho anh chị em và các bạn một câu hỏi khác. Tại sao không thiếu người Trung Quốc sẵn sàng mua quyền sử dụng đất 100 năm trên những miếng đất mà quý anh chị em và các bạn đang sở hữu tại các thành phố lớn, đặc biệt là Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, với cái giá bằng với cái giá mà anh chị em và các bạn mua lại của người khác. Và họ nói rằng là sau 100 năm sử dụng đất thì họ sẽ trả lại cho anh chị em và các bạn, và con cháu anh chị em và các bạn sẽ sở hữu sử dụng miếng đất đó tiếp theo. Bởi vì họ hiểu hơn ai hết rằng là họ không cần phải sở hữu, họ chỉ cần thuê thôi. Và điều này là điều rất quan trọng đối với những anh chị em và các bạn nào đang làm công tác quản lý trong lĩnh vực bất động sản. Làm sao để có thể kiểm soát được bán và kinh doanh lĩnh vực bất động sản người nước ngoài có kiểm soát, nó có qua tay, tức là một dự án được phép bán cho người nước ngoài là bao nhiêu, một dự án bất động sản được phép bán bao nhiêu phần trăm cho người nước ngoài. Cái này nếu anh chị em và các bạn là dân đầu tư bất động sản, kinh doanh bất động sản, anh chị em và các bạn hiểu rất rõ câu chuyện này. Không phải một dự án anh chị và các bạn hoàn toàn có thể bán tất cả cho người nước ngoài. Vì cái chuyện quản lý theo hướng cấp quota cụ thể cho các dự án. Do đó, không thiếu người nước ngoài tới Việt Nam. Họ đã sử dụng một cái việc lách rất là thông dụng, đã được sử dụng trong nhiều năm gần đây. Đó chính là họ thuê lại, với thời gian thuê là 100 năm và giá thuê bằng với giá trị và các bạn bán, họ vẫn bình thường, họ vẫn chấp nhận câu chuyện đó. Bởi vì họ hiểu là giấy của chúng ta đang cầm là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh chị ông tin mở ra cái tờ giấy của anh chị và các bạn xem. Thông tin mới đi, tất cả chị vào trong két mở xem nó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Chúng ta không có quyền sở hữu đất. Chúng ta chỉ có quyền sử dụng đất. Và quyền sở hữu này à, quyền sử dụng này là quyền sử dụng lâu dài. Lâu dài. Ngày xưa nó là quyền sử dụng vô thời hạn. Bây giờ nó là quyền sử dụng lâu dài. Rồi, chúng tôi chia sẻ một góc thứ nhất với anh chị em và các bạn. Cái góc thứ hai, làm sao để thị trường bất động sản trở về với cái giá đúng của nó? Anh chị và bạn chưa bao giờ đặt câu hỏi này. Nhưng tôi trả lời cho anh chị em và các bạn biết luôn, đó là kiểu gì thì kiểu chính phủ ta chúng ta cũng sẽ làm giống như thế giới, họ sẽ đánh một cái loại thuế, đó là thuế tài sản. Đầu tiên sẽ đánh thuế tài sản, có dự thảo về câu chuyện là đánh thuế tài sản sở hữu nhà trên 700 triệu, nhưng cái thuế này chỉ là công tác gọi là đưa ra để gọi là tham khảo thôi. Chứ còn nếu mà đánh sở hữu nhà trên 700 triệu thì bất kỳ ai sở hữu bất động sản ở thành phố, được gọi là thành phố nhỏ, thành phố lớn đều sẽ phải chịu thuế mức 0,3 đến 0,4%. Tuy vậy thuế này sẽ khó áp dụng là bởi vì sẽ gặp phải cái rào cản là phản đối. Tuy vậy thuế sử dụng gọi là thuế đánh trên căn nhà thứ hai chắc chắn sẽ có trong vòng vài năm tới. Và cái thuế này chính là một trong những cái liều thuốc, nó là liều thuốc độc đối với dân đầu gọi là đầu tơ, đầu cơ, đầu tư và những cái dân mà gọi là đầu cơ trục lợi bất động sản.
nhưng nó sẽ là liều thuốc bổ đối với những người mà hiện tại đang có nhu cầu có thể sở hữu căn hộ để ở. Lý do tại sao lại vậy? Lý do là bởi vì các cái thuế này trên thế giới đã áp dụng rồi, các chính phủ các quốc gia trên thế giới đã dùng rồi. Họ hiểu hơn ai hết rằng là bất động sản không phải là sản phẩm đem để kinh doanh. Sản phẩm bất động sản bản ngã, tức là bản chất thực của nó, là nơi để an cư lạc nghiệp, nơi để sinh sống, nơi để có thể tạo điều kiện cho người dân có thể sở hữu để có nơi ở. Và vì thế nên họ đánh rất chát vào những cái tài sản, và đặc biệt là đánh thuế vào cái căn hộ sở hữu thứ hai. Và ở nếu như Việt Nam, tại sao trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa dùng tới, chưa có chuyện này? Lý do một điều rất quan trọng đó là chúng ta chưa áp dụng được. Nếu chúng ta làm điều này, rất nhiều người giàu sẽ bị ảnh hưởng. Và có thể chúng ta sẽ hiểu theo một ý là vì nó ảnh hưởng tới nhiều người giàu nên chưa áp dụng, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ áp dụng. Và nếu như cái thuế sử dụng gọi là căn hộ thứ hai, tài sản bất động sản thứ hai được áp dụng, đây sẽ là nguồn cơn dẫn đến câu chuyện trường bất động sản chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Có thể anh chị em và các bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng thực tế nó là điều rất bình thường ở các nước tiên tiến trên thế giới. Bởi vì là người ta muốn thị trường bất động sản đóng vai trò chỉ là nơi gọi là kinh doanh cái vị trí ở, kinh doanh cái chỗ thuê mướn, chứ không phải là tài sản, không phải là sản phẩm để có thể đem ra kinh doanh. Bởi vì trong nền kinh tế thì những cái sản phẩm thực gọi là hàng hóa thiết yếu, hay là những cái hàng hóa mà đem lại cái lợi ích, hữu ích cho xã hội thì mới thực sự là gọi là hàng hóa. Còn tài sản bất động sản bản thân nó không phải là tài nguyên để đem bán, bản thân nó không phải là cái thứ để chúng ta có thể đầu cơ để tích trữ. Và cách làm hiện tại của chúng ta đang đưa thị trường bất động sản lên một vùng giá mà gần như là quý anh chị em và các bạn không có cách nào để tiếp cận. Và điều này nó sẽ khiến cho đại bộ phận dân chúng trong xã hội sẽ suốt đời kiếm tiền để có thể sở hữu một nơi để ở. Và điều đó nó không tốt đẹp gì cho tất cả các nền kinh tế thế giới. Điều đó nó sẽ không đem lại bất kỳ một cái thứ hữu ích nào cho đại bộ phận dân chúng. Nó chỉ đem lại những lợi ích cho một số nhóm, một số thế lực, một số người giàu. Và cái thuế bất động sản, theo tôi kiến nghị thì chính phủ nên sớm đưa cái thuế căn sở hữu căn hộ thứ hai vào áp dụng trong năm 2020 hoặc năm 2021. Điều này nó chiều hướng thị trường bất động sản một cách tốt hơn trong cái câu chuyện đưa về cái giá trị đúng, về cái việc mà những người có nhu cầu thực sự muốn sở hữu bất động sản có thể sở hữu được. Đây là một trong những vấn đề mà có thể anh chị em và các bạn ngày hôm nay nghe thấy và nghe chúng trao đổi sẽ thấy là nó khó hiểu, nhưng mà trong nhiều thời gian sắp tới chắc chắn anh chị em và các bạn sẽ thấy điều này nó hiện ra. Và đây cũng chính là câu hỏi và cũng là câu trả lời của nhóm chúng tôi về việc điều mà khiến thị trường bất động sản về đúng giá trị, đó chính là thuế căn hộ thứ hai, thuế sản phẩm bất động sản thứ hai, thuế tài sản trên việc sở hữu thị trường bất động sản. Và cũng mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi đem lại những hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên là đăng ký kênh, like cho video cũng như là ủng hộ nhóm chúng tôi bằng những cái like để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ đối với quý anh chị em và các bạn nhiều những vấn đề mang tính chất gọi là có ích hơn, hữu ích hơn cho quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã dành thời gian trao đổi nghe và cũng cùng sẻ chia với chúng tôi trong cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra, đó là điều gì khiến thị trường bất động sản về đúng giá trị thực. Anh chị và các bạn hoàn toàn có thể để lại những bình luận hướng là làm thế nào để thị trường bất động sản trả về đúng giá trị để cho dân chúng, đại bộ phận dân chúng có thể tiếp cận được. Xin cảm ơn quý anh chị em và các bạn rất nhiều trong những cái việc đã cùng với tự Thắng ơi sẻ chia và cùng với Thắng ơi đồng hành trong thời gian vừa qua. Cảm ơn quý chị em.